Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, vận khí của thiên địa cũng như của con người vận động không ngừng. Cứ qua mỗi năm khác nhau sẽ có sự thay đổi lớn về thời vận. Thế nên quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm 2023 quý Mão của mình. Từ đó nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải được vận hạn, đón tài lộc về với mình và gia đình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm 2023 quý Mão sẽ giúp quý vị và các bạn biết được cuộc sống của mình trong năm sẽ có những thay đổi như thế nào, gặp sao chiếu gì, vận hạn ra sao. Điều này có ảnh hưởng đến vận hạn, sức khỏe, gia đạo và công việc hay không. Từ đó sẽ biết được những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc và may mắn trong năm 2023 quý Mão. Đồng thời qua việc xem tử vi, thầy gia cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đưa ra những phương pháp hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn, hung họa sẽ xảy đến với mình trong năm 2023 quý Mão. Sau đây là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy gia cát được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng trong năm 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 gặp cục diện Mão Dậu tương xung, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, dễ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ hoặc lòng người cháo trở không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên vẫn có thời điểm gia chủ giải quyết được vấn đề khó mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ người xung quanh. Trong năm, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai, gia chủ, nữ mạng, không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dậu gặp Mão phạm cục diện tương xung hay nói cách khác là xung khắc với thái tuế, báo hiệu gia đạo bất ổn, xảy ra những sự vụ nghiêm trọng khiến bản mệnh phải đứng ra lo liệu, gây hao tổn về tâm trí. Xét về mối quan hệ thiên can đinh âm hỏa và quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý cẩn thận, xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Đinh Dậu nữ mạng sinh năm 1957 cần chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Dậu và những ngày này gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Đinh Dậu gặp sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí, là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước, sao thái âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình thì sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ cho nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Hóa giải. Làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 giờ đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao thái âm đang viên chiếu sáng nhất. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến. Cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm, Hoàng hậu Tinh Quân.
Lưu ý, tất cả lễ vật đều phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy màu vàng bọc lại hoặc lót ở bên dưới. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen. Bằng cách treo trang sức, bằng cách là đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng để kim sinh thủy càng thêm tốt. Điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn. Gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đúc kết ra câu lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ sự khi gặp sao này sẽ bị chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, sông nước sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Hóa giải: vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Đinh Dậu sinh năm 1957, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân bên gia đình, gia chủ tuổi Đinh Dậu tiêu pha tiền bạc nhiều trong tháng này, cần chú ý những khoản chi tiêu không cần thiết. Tháng 2, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán của con cháu không được tốt như mong muốn, có người phá hoại. Tháng 3, đây là tháng trong họ hàng của gia chủ có tin về việc thêm người thêm của. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng này không được tốt, chủ yếu là các bệnh về xương khớp và máu huyết. Tháng 5, sức khỏe của gia chủ Mậu Tý trong tháng này không tốt. Tháng 6, tháng có nhiều buồn phiền và tâm tư. Tháng 7, trong tháng này, gia chủ tuổi Đinh Dậu có sự tiêu pha tiền bạc nhiều, ngoài ra nên lưu ý có thể mất mát nhiều tiền bạc của cải. Tháng 8, công việc của con cháu gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tháng 9, đây là tháng để gia chủ đón nhiều tin vui về việc hỷ tín cưới xin trong gia đạo. Tháng 10, trong gia đạo của gia chủ, có nhiều mối quan hệ tình cảm của các thành viên không tốt, ngoài ra cẩn thận di chuyển xe cộ. Tháng 11, tháng này gia chủ có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với người xung quanh, anh em bạn bè khó giải quyết. Tháng 12, trong tháng cuối năm gia chủ tuổi Đinh Dậu gặp nhiều điều may mắn nên công việc gì cũng được lợi, bên cạnh đó chú ý đến lời an tình nói. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, đa phần nữ mạng Đinh Dậu năm nay đã đến tuổi về hưu, không còn phải bon chen công danh sự nghiệp, tưởng chừng có thể yên ổn tận hưởng niềm vui nhàn thân, nhưng do vận hạn trong năm vẫn rất vượng nên có thể phải đương đầu với nhiều khó khăn. Cuộc sống có nhiều việc thất ý, cạm bẫy rình rập nên gia chủ vẫn phải vất vả ngược xuôi, có nhiều việc mất công sức mà chưa thể thu về kết quả như mong đợi. Đã vậy lại phải đứng ra lo liệu nhiều sự vụ nghiêm trọng, phải tự thân vận động, làm gì cũng một thân một mình nên khó tránh tình trạng lao lực. Về tài chính, cùng những bất lợi trong cuộc sống, tài lộc của người tuổi này cũng giảm sút trông thấy. Trong năm kiếm tiền đã khó, tiền bạc làm ra cũng khó giữ. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng do chỉ có một nguồn thu chính là hưu trí. Kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng ế ẩm và tồn hàng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn còn khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần. Về sức khỏe, theo tử vi năm Quý Mão 2023, nữ mạng Đinh Dậu gặp tình trạng sa sút cả về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Bản mệnh phải tất bật ngược xuôi nên dễ bị lao lực, lo nghĩ nhiều việc, lại thêm đã có tuổi nên cơ thể không còn được sung sức, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Ngoài ra có thể gặp cả vấn đề do khí huyết lưu thông kém, cần đặc biệt chú ý. Bạn có thể tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống từ gia đình, quây quần bên con cháu, tâm sự và trò chuyện cùng nhiều người hơn với người thân để sớm giải tỏa tâm sự. Sức khỏe như vậy cũng có cải thiện phần nào. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy gia cát trực tiếp cai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957 nữ mạng.
Về tình cảm, gia đạo, bước sang năm Quý Mão 2023, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Đinh Dậu. Những người tuổi Đinh Dậu cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong năm nay, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình thì hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Dậu, sinh năm 1957 nữ mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Đinh Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Dậu. Qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc mừng quý vị và chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.